Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, thường thường khi chúng tôi đọc báo thì chúng tôi nói về những nhân vật mà có tầm cỡ của đất nước Việt Nam, như là khi thì bí thư, khi thì thủ tướng, khi thì chủ tịch. Nhưng hôm nay thì xin phép quý vị chúng tôi nhắc tới một nhân vật mà ngày xưa ở một cái đất nước mà xem là đảng và nhà nước rất là ghét, yeah, là nước Mỹ. Yeah. Cái chuyện mà Tổng thống Joe Biden sẽ sang thăm Việt Nam vào ngày 10 và ngày 11 tháng 9 thì chuyến thăm có lẽ sẽ có rất nhiều việc, đó là việc của Tổng thống mà. Đối với người khác thì Hoàng Tuấn không biết, đối với Hoàng Tuấn thì chúng tôi rất là thực tế trong tình hình hiện tại rồi đấy. Không biết là bên Việt Nam thì thấy có vẻ là hồ hởi phấn khởi lắm. Yeah. Bởi vì khi mà trên Facebook đó anh, yeah, có nhiều người còn nói chứ, chà, kỳ này Tổng thống Joe Biden qua, mình mua cờ mình treo được ông ta. Có người nói chứ, ê, đều qua hỏi anh công an phường cái. Tức là cờ đây là ý ông tôi nói là cờ Mỹ là. Cờ Mỹ chứ, đương nhiên là cờ Mỹ rồi. Yeah. Thì đối với Hoàng Tuấn thì thưa quý vị, chúng tôi thực tế lắm. Chúng tôi không hồ hởi phấn khởi chút nào cả. Bởi vì thấy máy bay qua nè, rồi đem xe cộ qua là rồi. Mật vụ qua rồi dẫn cả mấy con quân khuyển rồi là mấy chó cảnh sát rồi đó. Thì chúng tôi thấy thưa quý vị, là một người ở xứ Mỹ chúng tôi thấy tốn tiền quá. hơi xót xa. Nhưng mà đối với Việt Nam thì chúng tôi tin chắc rằng là nhà nước Việt Nam cũng như là đặc biệt là nhân dân, nhân dân tiến bộ rất là háo hức. Bởi vì quý vị thấy nào giờ Tổng thống Mỹ Nam mà qua Việt Nam cũng được. Nó đem một cái rất là long trọng. Rất là long trọng đó. Thì nhân về cái việc này thì chúng tôi Hoàng Tuấn Bình Nguyên Khôi, chúng tôi có một cái bài báo nói về ông đại sứ Bùi Thế Giang. Ông nêu 4 điểm đặc biệt về chuyến thăm của Tổng thống Biden. Thì xin phép Bình Nguyên Khôi để Hoàng Tuấn giới thiệu sơ về thân thế sự nghiệp của ông này ra. Ông là nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, nguyên vụ trưởng vụ Tây Âu Bắc Mỹ của Ban Đối ngoại Trung ương. Và chuyến thăm lần này của Tổng thống Joe Biden là theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, ông Trọng thì ông chả dính gì tới chính quyền cả. Ông mà tại sao ông lại mời, chúng tôi cũng không biết. Rồi, thì cái bài báo nói về ông đại sứ Bùi Thế Giang nó rất là dài. 4 điểm mà chúng tôi chỉ nêu, Hoàng Tuấn chỉ nêu cái điểm, cái nhìn của Hoàng Tuấn thôi. Thì phóng viên hỏi là cái nhìn của ông như thế nào? Thì ông bảo rằng là đây là một cái chuyến thăm rất có ý nghĩa, bởi vì kỷ niệm dấu mốc về 10 năm đối tác toàn diện. Và một cái yếu tố rất là buồn cười, năm nay cũng là năm kỷ niệm 50 năm ký kết hiệp định Bale để về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Thưa quý vị, không biết ông này ông có biết ngượng không hả? Tại cái hiệp định năm 1973 là ngừng bắn. Mà quý vị thấy sau khi ký hiệp định xong á thì ai là cái người vi phạm hiệp định? Tiếp tục bắn, phải không? Cộng sản Bắc Việt. Rồi nó mới tới cái chuyện năm 75. Thế mà bây giờ mặt mũi nào mà mình báo rằng là kỷ niệm 50 năm, rồi còn báo như thế này chứ? Báo như thế này nữa chứ? Năm nay còn đánh dấu việc chưa đầy 2 tuần sau khi ký kết hiệp định Bale thì thủ tướng của nước ta, khi đó là bác Phạm Văn Đồng, đã ký quyết định thành lập văn phòng Việt Nam tìm kiếm người mất tích, với nhiệm vụ chủ yếu là giúp tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Và ông nói là xét về lý nha, ông cũng có lý à. Đây là việc làm theo quy định của hiệp định Bale. Tuy nhiên, nhìn là lịch sử hậu chiến tranh của thế giới, đã có mấy quốc gia làm được việc tương tự một cách nghiêm túc và nhân văn như chúng ta đâu. Chúng ta đã đơn phương làm việc này trong suốt 15 năm trên tinh thần thuần túy nhân đạo. Ôi giời ơi, thưa quý vị, bây giờ ve vãn, bởi vì biết là khi chơi với Mỹ đó thì nó còn có đường tí. Xin lỗi quý vị, ngày xưa chửi những người theo Mỹ là kiếm tí bơ thừa sữa cặn. Thế giờ đảng và nhà nước cũng nhắm tới cái vụ mà sữa cặn với bơ thừa. Theo anh nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà đưa cái hiệp định Berlin năm 73 ra? Chúng tôi đấy là một điều rất là xấu hổ. Dạ vâng, thưa quý vị, trước hết là cái vụ mà ông Phạm Văn Đồng ký quyết định mà lập văn phòng Việt Nam tìm kiếm người mất tích, với nhiệm vụ chủ yếu là giúp tìm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Những cái khoản này thì thưa quý vị, thực cái nói ra thì nghe nó có vẻ rất là nhân đạo, rất là lý tưởng, rất là đẹp đẽ, nhưng mà trong thực tế nó không hẳn là như vậy. Tại vì trong cái hiệp định Paris đó, nó có cái điều khoản là
Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, nói một cách khác là bồi thường chiến tranh. Và Cộng sản Bắc Việt lúc đó họ rất là hy vọng họ sẽ có được một số tiền rất là lớn, Mỹ sẽ đổ vào Việt Nam vào lúc đó. Nhưng mà sau này thì Mỹ họ lấy cớ là tại Việt Nam không tôn trọng cái Hiệp định Paris. Thì đúng rồi, cho nên không tôn trọng Hiệp định Paris cho nên họ cũng không có lý do gì, không có lý do họ gì không phải giúp đỡ Việt Nam cái chuyện đó. Và thứ hai, thực sự mình đọc vấn đề mình thấy nó chua, rất là chua xót, rất là đau lòng, là tại vì nếu mà như vậy sau chiến tranh thì cái số người Mỹ chết tại Việt Nam và mất tích tại Việt Nam thì là một con số lớn, nhưng mà so với cái số binh lính của Bắc Việt, chúng tôi không nói là lính của Việt Nam Cộng Hòa nha, mất tích và chết trong cái cuộc chiến đó nó rất gấp là nhiều. Cả ngàn lần như vậy, cả triệu người đã chết trong cuộc chiến như vậy. Mà hình như lúc đó Cộng sản Bắc Việt họ chẳng có cái không có một cái quyết định, hay là không có một cái không có một hành động nào để mà tìm kiếm những người mất tích, hay là tìm kiếm những người đã bị thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam cái thời đó. Người của mình, người nhà của mình không lo. Sở dĩ có cái vụ mà tìm kiếm người Mỹ mất tích là tại vì họ nhắm tới cái mối lợi kia, tiền thôi. Và thưa quý vị, mà đau lòng một cái là cuối cùng thì cả hai bên không được cái gì cả. Những người, những binh lính của Bắc Việt vào xâm chiếm miền Nam chết và mất tích, không được tìm kiếm, bị bỏ rơi. Kiếm làm gì? Yeah. Tiền đâu mà kiếm? Và thứ hai nữa là chính ngay cái việc mà tìm kiếm những người Mỹ mất tích lúc đó để hy vọng là có kiếm được một số tiền đó, để làm giống như cái món hàng trao đổi đó. Cuối cùng thì cái việc đó không thành công tại Mỹ. Sau đó thì họ vào Việt Nam họ tìm kiếm những người mất tích của họ, những người binh lính Hoa Kỳ bị mất tích. Họ làm với tinh thần nhân đạo và cái trách nhiệm của người Mỹ, chứ họ không có mục đích là trao đổi tiền bạc gì trong cái vấn đề đó cả. Cuối cùng thì tiền không có. Và lại anh cũng biết rồi, đưa các bố Cộng sản Việt Nam mà nó tìm á, là thế nào nó cũng đưa đồ giả. Đó là cái chủ trương đường lối Việt Nam mà nó gian dối. Thì bây giờ với cái bối cảnh như thế này, mình đi theo, mình xuôn xoe, mình định bợ, mà mình đưa cái vấn đề Hiệp định Paris năm 73 ra này, kỷ niệm 50 năm nữa, nó xấu hổ lắm. Mình có thực hiện được đâu. Rồi mình bảo là rất là nhân văn. Nên thưa quý vị, còn một cái vấn đề nữa, bài dài chúng tôi đưa như thế này đây. Ông nói là khi cái quan hệ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng á và Tổng thống Mỹ Joe Biden á không giống các mối quan hệ khác, tức là ông ca ngợi ở một cái tầm cao hơn. Bởi vì hai người có một cái mối quan hệ là nó tốt đẹp hơn. Rồi ông bảo như thế này. Tại vì nhắc lại là tại vì trước đây đó thì ông lúc mà ông Joe Biden còn là phó tổng thống dưới thời Tổng thống Obama đó, thì lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ. Dạ vâng. Và lúc đó thì ông Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ với tư cách là lúc đó là chủ tịch nước. Và tổng bí thư và chủ tịch nước một người mà ngồi hai ghế đó. Thì lúc đó thì ông mình nói là một cách nó cũng hơi phũ phàng một chút xíu, là chúng ta không nhớ là Obama có tiếp ông Nguyễn Phú Trọng hay không, nhưng mà cái người tiếp ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là phó tổng thống Joe Biden, cho nên hai người họ có tiếp nhau, gặp nhau lúc đó thôi, chứ còn chúng tôi nghĩ rằng là hai ông này cũng chắc chắn chưa đi ăn chung với nhau lần nào, chưa có, đâu có cái gì một cách riêng tư hay là một cách thân tình, đâu có một cái gì đặc biệt đâu. Thế mà bây giờ thì họ nêu ra cái chuyện là hai người có một quan hệ có, đặc biệt. Ông nêu ra cái điểm này như thế này anh, là ông Biden từng chủ trì cuộc chiêu đãi trọng thị dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và hai nhà lãnh đạo đều đã có những bài phát biểu với nội dung vừa sâu sắc vừa lý thú tại cuộc chiêu đãi vào tháng 7 năm 2015. Nhưng từ biết chúng tôi nghĩ là ông Joe Biden ông phát biểu, chứ còn ông kia thì biết cái gì đâu mà nói. Không phải, thứ nhất, thứ hai là ông là chủ tịch nước sang bên đó, mà tiếp đó ông Obama không đứng ra chủ trì cái cuộc tiếp đó, nó lại giao cho ông phó tổng thống, thì cái chuyện đó là không biết là Hoa Kỳ lúc đó họ coi cái giá trị của ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Anh phải để ý cái chuyện đó chứ. Chủ tịch nước qua một nước khác mà người ta tiếp đón thì tổng thống của nước đó phải đứng ra tiếp đón, chứ có anh giao cho bộ trưởng bộ ngoại giao mới giao cho phó tổng thống. Anh là nói thì bác Trọng mới nghe, ôi giời, cái ông Nguyên Khối ông ấy rách việc, nó cho ta sang Mỹ là ta mừng lắm rồi, nhưng mà cứ bảo là ông tổng thống. Rồi có một đoạn ông này ông nói như thế này: đến khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 bầu làm người đứng đầu đảng nhiệm kỳ 3, Tổng thống Joe Biden đã gửi thư chúc mừng, mà chuyện này theo tôi là rất hiếm hoi, thậm chí có thể là duy nhất trên thế giới khi Tổng thống Mỹ gửi điện chúc mừng người lãnh đạo một đảng chính trị mà lại là Đảng Cộng sản Việt Nam, không giữ vị trí nào trong chính quyền ở một nước khác. Quý vị thấy nó mâu thuẫn chỗ này không? Tức là ông này không giữ vị trí trong chính quyền nào cả. Tức là ông chả có việc gì phải làm trong chính quyền cả. Mà bây giờ nó là, nhưng mà quý vị cũng biết, ông Joe Biden cũng biết rồi, ở Việt Nam cho dù
tay này nó không có phải nằm trong chính quyền, nhưng mà nó nắm đầu hết. Vâng, thưa quý vị, đó là rất là rõ ràng. Hoa Kỳ họ nhìn thấy rõ, họ rất rõ biết Việt Nam, cái thực tế Việt Nam chủ tịch nước chỉ là cái vị trí bù nhìn mà thôi. Nếu một người mà giữ cái vị trí chủ tịch nước với một người giữ vị trí tổng bí thư, trừ khi mà một người giữ hai cái chức vụ một lúc, nó chuyện làm chi. Nhưng mà nếu mà hai chức vụ này do hai người khác nhau nắm giữ, thì cái ông chủ tịch nước, xin lỗi quý vị, nhưng ông Võ Văn Thưởng bây giờ chỉ là bù nhìn chứ. Bởi vậy khi mà ông Joe Biden qua lần này theo lời mời của tổng bí thư, ông chả làm gì trong chính quyền cả. Như vậy Võ Văn Thưởng làm gì? Thì đấy, cho nên quý vị thấy qua cái bài báo là chúng ta thấy như là đầu đuôi nó không ra ngô ra khoai gì cả. Và nói rõ, nó một cái thực tế là họ coi thường cái vị trí ngay người trong nước. Ngay cái ông này là đại sứ Mỹ phải không? Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Thì ngay cả những người như vậy họ cũng coi thường cái vị trí của ông chủ tịch nước. Như vậy chứng tỏ rõ là một cái điều rõ rằng chúng ta ông thấy là nguyên thôi anh. Nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, nguyên bộ trưởng Bộ Tây Âu Bắc Mỹ. Đó. Thì nhưng mà ý tôi muốn nói là như vậy thì cái vị trí của chủ tịch nước để làm gì, là bù nhìn à? Rõ ràng trước mặt mọi người, trước mặt thế giới, tôi xác nhận cho mọi người thấy rằng thực sự ở Việt Nam cái chức vụ chủ tịch nước nó chỉ là cái chức vụ bù nhìn, được tính cách nghi lễ và nó không có thực quyền gì cả. Thì bây giờ bên Mỹ bây giờ Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa là chuyện của các ông. Và họ có chủ tịch đảng. Đó. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là chuyện là cái người, công việc của Tổng thống hoàn toàn khác. Cho dù bây giờ ông Joe Biden, ông thuộc Đảng Dân Chủ. Nhưng mà không có nghĩa là chủ tịch Đảng Dân Chủ muốn làm gì thì làm. Đúng rồi. Công việc của ông là Tổng thống. Nhưng mà chúng tôi chỉ thấy không biết là mấy ông Tổng thống trước khi sang đó thì có đi ăn bún chả. Như là ông Obama. Ông Bill Clinton thì có đi ăn phở. Thì lần này ông Joe Biden ăn gì chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi đề nghị như thế này. Bởi vì những ông tổng thống mà sang Việt Nam hình như không có ông nào đi lính. Ông Obama cũng không có đi lính, ông Bill Clinton cũng không, ông Trump cũng không và ông Joe Biden cũng không đi lính. Thì bây giờ chúng tôi đề nghị như này đó, những cái nơi mà phải nên đưa ông Joe Biden đến thăm á là bảo tàng tội ác Mỹ Ngụy. Để cho ông Joe Biden thấy cái lỗi lầm của ông, đúng không? Như thế thì mình phải cho người ta thấy cái sai của người ta để người ta có trách nhiệm đối với mình. Mình có việc bảo tàng mà tội ác Mỹ Ngụy mà. Nhưng mà giờ cái đó bảo tàng đã bỏ rồi. Bỏ ra. Bỏ rồi, bị đổi tên hoặc là bỏ rồi. Thế à? Tôi tưởng vẫn còn giữ chứ, bởi vì đó là truyền thống cách mạng mà. Tại vì nó láo khoét quá, thưa quý vị, lừa dối người ta thì lừa dối một cái giai đoạn nào đó trong lịch sử thôi, khi mà cái sự thật. Bây giờ chào đón mình có hát gì đó, cô gái vót trong rồi hay là pháo anh lên đôi cao nã vào đầu giật Mỹ không ạ? Anh Hoàng Tuấn nói nhiều chuyện quá, thưa quý vị. Trước khi chắc là mình cũng tạm thời phải ngừng chương trình. Dạ vâng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. How can anyone love a cat more than a dog? Because cats are adorable. It's debatable. It's pronounced GIF. It's GIF. What is the point of decaf coffee? Xe EV, xe hybrid, xe plug-in hybrid, mỗi chiếc mỗi kiểu điện, tìm ưu đãi tại Lexus Golden Opportunity Sales Event. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản. Kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575
hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình, thì cái chuyện mà ông Joe Biden đi thăm nước Việt Nam, cái chuyện đó thuộc về việc lớn quốc gia đại sự. Chúng tôi thì không có đủ sức, không đủ khả năng. Chúng tôi chỉ nhìn thấy những cái bề nổi thôi. Nhưng mà chúng tôi chỉ có một cái thắc mắc về cái gốc rễ đó là như thế này. Bao nhiêu năm đại hội đảng, nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đã ngồi với lề keo như keo dính bao nhiêu năm đó. Luôn luôn đảng ta xác định rằng là cái con đường đi lên phải là chủ nghĩa xã hội. Mình phải theo con đường tư tưởng Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có nghĩa là một khi đã theo Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh và đi lên chủ nghĩa xã hội, hoàn toàn chúng ta đối lập với tư bản. Hoàn toàn là không, đúng không? Thế thì tại sao bây giờ mình đón tổng thống Mỹ qua rồi mình đã là hợp tác toàn diện là sao? Như thế thì khi mà tư bản nó vô mình á, nó vô đất nước của mình hợp tác toàn diện với nó đó, thế thì nó sẽ ảnh hưởng tới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, và nó sẽ ảnh hưởng tới tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Marx Lenin. Như thế chúng tôi thấy vấn đề rất là căng anh ạ. Trước khi mà ông Joe Biden đến thì bên Cộng hòa Cộng sản Việt Nam họ cũng có tiếp đón một phái đoàn ở bên Trung Quốc qua, thì anh biết là cái vấn đề đó là cái bản cờ thế giới nó đứng mức bao giờ. Thì các quốc gia vùng Đông Nam Á họ rất là phẫn nộ khi mà thấy Trung Quốc càng ngày càng ngang nhiên lấn chiếm đảo, rồi nhất là cái bản đồ mà gọi là bản tiêu chuẩn mới của họ mới công bố 2023 đó, làm cho mọi người phải nói là rất là tức tối. Và các quốc gia thì vùng này họ đều phản đối cái chuyện đó. Thì bây giờ Mỹ sang, bây giờ người ta thấy rằng bây giờ mình một mình Việt Nam mà chống lại Trung Quốc thì kể về, mình chưa nói về vấn đề tinh thần nha, mình nói về cái vấn đề mà cái khả năng của hai bên, tác chiến của hai bên đó, thì rất là khó cho Việt Nam có thể địch lại Trung Quốc, vì Trung Quốc bây giờ nó càng ngày càng mạnh. Nó là thực tế đi. Nó thực tế thôi. Thì mình phải liên kết với những người nào mà có một cái lực lượng nào đó mình có thể dựa lưng, hay ít nhất là mình bắt tay, hay là ít nhất là nếu mình đứng phía người đó thì cái bên kia đối thủ của mình họ có thể chùn tay cho cái vấn đề để mà gây ra chiến tranh. Không ăn hiếp mình nữa. Dạ, không ăn hiếp mình nữa. Thì ai cũng biết là cái bàn cờ thế giới nó đi đến mức đó, nhưng mà nói gì thì nói. Cái kiểu mà ngoại giao, cái kiểu mà chính sách ngoại giao mà lá tre của mình, cây tre của mình mà cứ kiểu này lúc thế này lúc thế kia, mới nhìn á thì nó có vẻ hay, nhưng mà nếu mà những người có cái tầm nhìn xa, và nhất là những cái quốc gia mà họ mạnh, họ là cái thế mạnh á, khi họ nhìn vào đó, họ có chơi với mình đi chăng nữa, họ không biết cái người này có tin được nó hay không. Hôm nay nó đi phe kia, mai nó đi phe mình. Hôm nay nó đi với mình đây, nhưng mà biết lúc nào nó lại chở bắn nó theo phe kia. Nó là cái trẻ. Thì thưa quý vị, những làm sao mà có thể có một cái quan hệ lâu dài được, cho là có chiến lược thì mà cũng đâu có là lâu dài được, sao mà bền vững được. Tại vì hôm nay mình thế này, mai mình thế kia, lúc ngã, lúc nghiêng, lúc chơi cái thò lò mấy mặt như thế này. Thì... mấy nước đang nghiên cứu về cái trẻ đó đấy. Cái trẻ Việt Nam đó làm đòn gánh, nhưng mà cũng có làm đòn sóc nữa. Nó nhọn hai đầu, nó thọt tứ tung. Thế là chuyện lớn, còn bây giờ chuyện nhỏ. Thưa quý vị, chúng tôi có cái bài báo trên báo Tuổi Trẻ, khi vòi lạm thu dài đến đại học. Đọc bài viết, choáng với phí nhập học đại học, có nơi thu 13 loại phụ phí, tức là phụ phí nha, khi học đại học, chứ không phải là phí chính là học phí rồi, ai cũng đóng rồi, bất cứ sinh viên đóng rồi. Nhưng mà phụ phí không là 13 loại. Nhiều khoản phí lạ, tôi vừa hụt hẫng lại bức xúc, thấy ngán, đắng. Hóa ra không chỉ ở phổ thông mà nay lạm thu cắm sâu ở các trường đại học. Chục khoản phí bắt buộc như lệ phí nhập học, lệ phí thư viện chính quy, giáo trình, tài liệu số, kiểm tra tiếng Anh đầu vào, kiểm tra tin học, v.v. thì cũng còn có phí tự chọn với các khoản tên gọi rất đại học. Gia đình có con em là tân sinh viên rát mặt với học phí và lệ phí. Tôi liên tưởng đến thu vậy khác chi một loại thuế sinh viên do các trường đại học đặt ra để tăng khoản thu cho trường. Bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, bất cứ cơ quan nào, bất cứ ngành nào, họ kiếm được tiền là họ phải thi đua để kiếm được tiền. Không phải chỉ kiếm tiền mà làm sao để kiếm được nhiều tiền, và họ tìm đủ mọi cách, đủ mọi cái mánh khóe để mà làm tiền. Thưa quý vị, một cái xã hội như vậy đó.
Đây là, thưa với anh, đây là một cái vết nhơ cho chế độ. Tại sao chúng tôi gọi là vết nhơ? Nếu quý vị có binh vực, quý vị có bao che, quý vị nói gì nói thì quý vị cũng không thể nào che được cái điều này. Bởi vì khi người Cộng sản người ta đứng lên làm cách mạng, mà ta đánh đuổi thực dân đế quốc, và đặc biệt năm 75 mà ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhạo, để người ta xây dựng một cái đất nước mà được cơm no áo ấm, những người mà không đi học được đi học. Thì chúng tôi nhớ trong cái quyển mà nhật ký của Đặng Thùy Trâm, thì lúc đó cô cũng rất là ngây thơ, khi cô nói là cô đi công tác ở Quảng Ngãi đó, cô có gặp được một em ở Quảng Ngãi, em này là hiếu học, thì cô nói là phải chi em này mà được sống ở dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đó, em sẽ được đào tạo thành một con người, bởi vì em sống dưới chế độ Mỹ Ngụy. Thưa quý vị, thì chúng tôi cũng tội nghiệp, bởi vì lúc đó cô là một thanh niên, cô cũng bị lừa thôi. Thì thưa quý vị, bây giờ 48 năm gần nửa thế kỷ, mà cho tới cái nền giáo dục của một cái đất nước mà bảo rằng là mình đem lại cơm no áo ấm và hạnh phúc, mình xây dựng một xã hội tốt đẹp, mà bây giờ sinh viên đại học mà thu tới 13 phần phụ phí. Phụ phí thôi nha. Phụ phí thôi, chứ không phải là lệ phí chính thức đâu đó. Như thế thì quý vị thấy được, điều đó chúng ta thấy được cái gì? Thứ nhất là cái khả năng, cái trình độ lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhà nước Cộng sản Việt Nam nó rất là tồi tệ. Bây giờ trong có bộ giáo dục, y tế, rồi là giao thông, và tất cả các bộ, các ngành. Quý vị thấy có nền giáo dục mà kinh khủng như vậy? Tiền thôi. Tiền, cho nên bây giờ đó, ngày xưa người ta nói đùa là tiên học lễ hậu học văn, người ta sửa là tiên học phí hậu học văn. Thì bây giờ rõ ràng cái câu này nó rất là phù hợp với chế độ Cộng sản Việt Nam bây giờ. Trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, nhiều gia đình cầm cự qua được cuộc sống hàng ngày đã là một cố gắng lớn. Nay con đi học đại học, những khoản thu từ vài trăm ngàn đến vài triệu gộp lại cả học phí nữa thì lên đến vài chục triệu. Họ lo tiền trường bằng cách nào đây? Như thế thì chúng ta giải phóng, chúng ta đánh đuổi thực dân đế quốc, chúng ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào để làm cái gì? Mình mang lại được cái gì? Mà không phải là, nếu như mà 5 năm, 3 năm thì bảo rằng là nó còn cái hệ lụy của chiến tranh, nó còn cái tàn dư của Mỹ Ngụy. Thưa quý vị, nửa thế kỷ rồi. Như hôm trước anh Nguyên Khôi có đọc một cái bài ở trên Facebook mà có người ta đưa hình ảnh là năm 60, Hàn Quốc, tức là trước đây chúng ta gọi là Nam Hàn, là một nước nghèo. So với miền Nam Việt Nam thì cũng thua. Mà tới năm 80 có 20 năm thôi, người ta tổ chức để thế vận hội. Thì quý vị nhìn thấy như vậy thì bây giờ có nói đảng ta tài tình, đảng ta như thế này, như thế khác. Thì năm 48 năm thống nhất đất nước, cho nên chúng tôi có đọc ở trên Facebook, người ta có đưa ra một cái tác giả tôi quên rồi. Nó là Đảng Cộng sản Việt Nam giống như một người đi đường mà không biết dùng bản đồ. Ông Hà Sĩ Phu cũng nói ông Hà Sĩ Phu nói rất là hay, rất là hay. Thì khi mà lọt xuống hố, thế là loi ngoi bò dậy, đi được thì bảo là đó là thắng lợi. Và mỗi lần bò dậy như vậy thì gọi đó là thắng lợi. Thắng lợi. Cho nên chúng ta cứ liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi. Mà ông Hà Sĩ Phu, ổng có phải là thuộc dưới do đế quốc hay là tư bản? Ông là người của đảng ta mà. Ủa thế à? Ồ thế sao ông lại nói? Nhưng mà có điều bây giờ thì ông nhìn thấy rõ thực sự đảng ta là như thế nào. Sinh viên đã đóng học phí, tức là các em đã được cung cấp dịch vụ kiểm tra đầu vào, nay đặt ra khoản thu bắt buộc, thu phụ thu nhưng mà là bắt buộc. Khác nào phí chồng phí, tôi thích cái chữ này. Trong nước bây giờ có nhiều chữ còn dùng rất là hay. Chứ phí, chạy án phí. Chạy án đó là chạy chữ hay rồi. Thì xưa mình cũng có chữ chạy án, tại thời Việt Nam Cộng Hòa mình cũng có cái chữ đó. Rồi là phí chồng phí, hay quá, tại vì tuyệt vời, đảng rất là chính xác. Đảng ta là trí tuệ lắm mà. Nó sinh ra những cái từ ngữ mà các thời khác nó không có. Nó như câu nói mà người ta hay nói ở trong nước bây giờ là những cái gì mình không thể mua được bằng tiền thì mình có thể mua được bằng nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Cái câu mà chúng tôi rất là thích là cái câu là ở một xã hội mà tất cả mọi người đều là gù thì mình đứng thẳng, mình là người dị tật. Thì quý vị nó chua chát. Thưa với anh là chúng tôi xin phép đi ra ngoài lề một chút xíu là như thế này. Chúng tôi thường lên trên Facebook, và trên Facebook người ta đưa những cái tiểu, bây giờ tôi gọi là tiểu phẩm đó. Người ta dựng những cái tiểu phẩm cho nó vui, nó hài hước thôi. Nhưng mà thưa quý vị, khi người ta dựng những cái tiểu phẩm đó, nó phản ảnh được cái thực trạng của xã hội. Và thường thường là ngoài Bắc người ta dựng lên. Và thưa quý vị, xem thì cười, nhưng mà đau xót lắm. Bởi vì chúng tôi, có nghĩa là mình cũng bất ngờ anh.
một cái người lừa đảo, mình nghĩ là cái người đó là nó lừa đảo kinh khủng không? Có người khác tới làm anh hùng, nhưng cuối cùng cái người mà làm anh hùng đó đó là trùm của cái tay lừa đảo kia. Cho nên có nhiều cái nó khủng khiếp. Và thưa quý vị, cái việc mà một có một cái tiểu phẩm mà là ông cán bộ mà hỏi với tại sao lại cô lại cho con tôi không điểm, nên là tại vì cháu nó không trả lời là ai chém ai, cháu Liễu Hằng, ai chém Liễu Hằng đó. Yeah. Thì ông nổi giận đùng đùng đó, này phải giao cho công an. Cứ cô ông hiệu trưởng con báo chứ. Thế mà thưa cô à, thì Liễu Hằng là học lớp nào thế? Mà ngoài Bắc dựng đó nha, chứ không phải là cho nên quý vị thấy kinh khủng. Qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu những cái diễn biến của lịch sử của đất nước, chúng ta mới thấy được. Bởi vì ngày xưa anh nhớ mấy ông Đồ Nho, ông hay nói là có một câu, Trương Hoàng Tuấn thì rất là dốt về chuyện đó, chỉ nghe mấy ông già nói chuyện thôi, ông nói là trường đồ tri mã lực, cửu nhật thức nhân tâm, đường dài mới biết ngựa hay. Đường dài mới biết được sức ngựa, và mình ở lâu mình mới biết được lòng người. Thì thưa quý vị, bây giờ nửa thế kỷ sau khi thống nhất đất nước rồi, thì không thể nào nói là tại cái này bị kia, tại cái nọ cả. Cái thứ nhất là mình dốt nát, mình tham lam, mình tàn ác, và mình không có cái tâm đối với quê hương đất nước. Đó là như vậy thôi. Đại biểu Quốc hội nói cảm ơn gì mà nhiều thế, gợi ý đến 2-3 lần để lấy về hàng triệu đô la. Ồ, tức là mỗi lần cảm ơn là có tiền. Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim nêu rõ qua xử lý vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu càng cho thấy các hành vi phạm tội kinh khủng quá. Đây là ông đại biểu Quốc hội nói, chứ không phải là ông Nguyên Khôi, ông Hoàng Tuấn nói cho quý vị. Yeah. Hay là quý vị nói đâu. Ông đại biểu ở đâu về anh? Ông này thì nói cho rõ ở đoàn Nam Định. Sáng ngày 16/9 nêu ý kiến thảo luận tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, đoàn Nam Định cho hay năm 2023, qua báo cáo của nhóm nghiên cứu về phòng công tác phòng chống tham nhũng cho thấy có những vấn đề nghiêm trọng hơn so với các năm trước. Cái tựa đề lớn là càng nhiều tiền thì càng không sợ cái gì hết. Ông chỉ rõ thực tế chính phủ đã làm rất nhiều, rất quyết liệt và có những trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng cố gắng rất nhiều và có những việc nỗ lực vượt bậc. Nhưng tại sao việc vi phạm pháp luật và tội phạm không ngừng tăng đã gây ra những khó khăn cho cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, v.v. Cái mà ông nói đúng nhất là nó không ngừng tăng. Càng điều tra, càng đưa ra tòa, càng xét xử, lò càng đốt, thì lò nó lại càng, củi nó lại chờ sẵn nó nhiều hơn để có thể... Và cái đó là cái kinh khủng của đất nước, thưa quý vị. Cái đó đơn giản thôi, bởi vì đảng và nhà nước lúc nào cũng là vượt chỉ tiêu kế hoạch. Năm sau cao hơn năm trước. Ví dụ như là... thì đóng củi năm này cao hơn năm trước hơn. So tới đây là đã được con số là vượt bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Là như thế thôi. Ông dẫn lại câu chuyện phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. Và từ xưa tới nay phú quý sinh lễ nghĩa đều được tốt. Có giúp sẽ có cảm ơn, có nhân có nghĩa với nhau, sống tử tế với nhau thì không có gì cả. Nhưng tại sao thời gian vừa qua cái này rất khác, hoàn toàn thay đổi ý nghĩa của việc này. Người càng giàu thì lại muốn giàu thêm, càng nhiều tiền thì càng không sợ cái chết. Như vậy đâu phải bần cùng sinh đạo tặc. Đúng rồi, đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói thưa quý vị. Nếu mà bần cùng sinh đạo tặc thì không nói chi. Bình thường nhỉ. Tại cái chuyện nó rất là bình thường trong cuộc sống này. Và trên đó nó xảy ra tại Việt Nam, mà đau xót một cái là chỉ vì bần cùng đến cái độ mà không có miếng ăn, đói quá đi ăn cắp, ăn cắp một cổ bánh mì, một con vịt mà ra tòa tù 5 năm, 10 năm. Trong khi đó những kẻ mà nó tham nhũng, nó hối lộ, nó nhận tiền như thế này, bây giờ ra tòa công khai rõ ràng, đó là nhận tiền, trả tiền, bù. Mà tội rất là nhẹ. Tại vì đa số những tay cán bộ mà ra tòa đó, những người đó họ đâu có phải bần cùng sinh đạo tặc đâu. Nhưng mà những người đó người ta sống, người ta có tình hữu nghĩa lắm. Trời. Mỗi lần ra tòa người ta nhớ tới cha già mẹ yếu, ta nhớ tới con thơ và ta ước nguyện cuối đời. Nó như vậy. Nhưng khi mà nó nhận tiền nó không nhớ. Anh Hoàng Tuấn nói cái điều đó là chúng ta thấy cái sự nham nhở, cái bộ mặt rất là nham nhở. Quá nham nhở, chỉ có quá nham nhở. Và chúng ta nghĩ là bây giờ xã hội từ họ sẽ quen với những cái đó. Và quen rồi, lần tới chúng tôi nghĩ là có thể lần tới mà ông nào đó đó, ông sẽ ra tòa và ông nói rằng là ông đau xót, ông buồn vì không có người lo lắng cho bạn gái của ông nữa. Tức là bồ nhí của ông nữa. Tại vì bây giờ hôm nay thì cha mẹ đến vợ con, thì lần tới ông tới có thể ông sẽ đi một bước nữa. Cái thực tế của cuộc đời nó phụ phàng đến như vậy. Không, thì nó thay vì nó là không ai lo cho con nhỏ thì nó là tôi cũng không ai lo cho vợ nhỏ. Họ là ai, là bộ máy, là tổ chức quản lý, thưa quý vị. Ông đặt ra nhiều câu hỏi cái ông này thì bây giờ, nhưng mà
có lẽ mình không đủ không giờ, có giờ nữa. Cái điều so sánh như thế này quý vị, cái hèn là chỗ này. Những người mà bị nhà nước buộc tội là chống phá lật đổ chế độ đó, khi đưa người ta ra tòa đó, có khi bắt buộc người ta phải nhận tội đó, chưa có người nào nói như vậy cả. Chưa người nói là xin khoan hồng để vì tôi còn có cha già mẹ yếu con cả, mà toàn là cán bộ đảng viên. Thì quý vị để so sánh để thấy được cái hèn và cái khốn nạn là chỗ đó. Cảm ơn sự thời gian của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.